Và cái chất em này khi mà lên tóc á, nó không chỉ giúp cho tóc của mình mềm èo ra giống như hai em này, mà có cảm giác là tóc của mình nó còn khỏe hơn sau mỗi lần sử dụng, kiểu như là được cung cấp dưỡng chất á. Thật sự khi dùng xong Mai Anh không đưa cái tay vào mình mà kéo từ trên xuống dưới được, nó vẫn hơi rít nhẹ. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Happy Skin. Ngày hôm nay thì Mai để tóc thẳng, thì hôm nay sẽ là một chiếc clip về tóc, một chủ đề mà mọi người recommend rất là nhiều và rất là lâu về những cái em dầu xả hoặc là ủ tóc có hiệu quả với tóc. Và cái tập đầu tiên ngày hôm nay sẽ là về những cái bé có mức giá cực kỳ hạn rẻ ở đây. Những cái bạn này thì mắc nhất mang nghĩ chắc là Tresemme, còn rẻ nhất chỉ có 11.000 mà thôi. Nhưng mà có hiệu quả với tóc hay không thì cùng mang xem đến cuối video clip này nha. Và đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Happy Skin. Đồng thời nhớ là nhấn vào cái chuông, bởi vì không là mọi người sẽ không nhận được tất cả thông báo mỗi lúc Happy Skin ra video clip mới đâu. Đồng thời tham gia vào group tập làm vlogger, blogger MC nha, mà để link ngay bên dưới phần mô tả. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi. Những sản phẩm có trong video clip này vô cùng quen thuộc với chúng ta. Đầu tiên mình sẽ có Pantene. Cái em Pantene này là em 3 phút diệu kỳ nè, 3 minutes miracle. Hình như các bạn này sẽ có tổng cộng là 3 màu khác nhau, nhưng mà cá nhân mà anh thấy cái màu tím này nhất thì cảm thấy là nó ép phê với lại tóc của mình nhất. Thứ hai là mình sẽ có Tresemme. Ở đây là cái dòng gừng và trà xanh, Salon Detox. Tiếp theo thì mình sẽ có cái em Dove này. Các bạn Dove này là cái phiên bản 1 phút diệu kỳ. À không phải mọi người, 1 phút siêu dưỡng, 1 phút diệu kỳ phải là của Pantene. Rồi tiếp theo nữa thì Man có Double Rich. Bạn này thì hình như là không có dầu xả, cho nên là Man mua cái em kem ủ tóc này, nhưng mà dùng giống như là dầu xả. Đây các bạn này, sẽ có hai cái bản màu vàng với màu hồng, nhưng mà tóc Man thì mình chọn phiên bản màu hồng. Còn cái em Nguyên Xuân này là một cái em mà có dầu gội đang siêu hot trong thời gian hiện tại luôn á. Về cái dầu gội thì nhà Happy Skin sẽ update cho một video clip khác. Hôm nay mình sẽ nói về cái em dầu xả dược liệu nha ha. Và cuối cùng là một cái thương hiệu mà Man đã thấy từ rất là lâu, từ hồi mình còn bé cơ. Đây, bạn Ellips này, hình như là của Indonesia. Hồi nhỏ thấy nhưng mà không có dùng, tại vì kiểu không biết là có tốt hay không. Nhưng mà bây giờ dùng để review cho mọi người thì hiệu quả của em này cũng hơi bị đáng gờm nha. Kế đến chúng ta sẽ cùng nhau bàn một xíu về thành phần của những cái bạn dầu xả và ủ tóc. Nếu như đối với dầu gội á, thì những host nhà Happy Skin cũng như là Mai Anh không có thích dùng những cái em có silicone, bởi vì dùng lâu dài nó sẽ khiến mình bị build up da đầu này, rồi có thể dẫn tới tình trạng gầu, hoặc là mình sẽ bị tình trạng nặng hơn là rụng tóc và cái da đầu của mình không có được khỏe mạnh. Nhưng mà đối với lại dầu xả, ủ tóc cũng như là dầu dưỡng á, thì Happy Skin lại không có vấn đề gì với những cái em có silicone cả mọi người ạ. Bởi vì với những cái máy tóc như chị My tẩy quá nhiều nè, tóc của Mai Anh thì tuy không có tẩy nhưng mà nhuộm rất nhiều. Hiện tại mặc dù Mai Anh đang để lại cái màu tóc đen này, nhưng mà cái phần thân tóc này của Mai Anh á, nó vẫn là một cái nền tóc đã từng xử lý hóa chất khá là nhiều rồi. Nói chung là được phủ đen thôi mọi người. Rồi còn dùng nhiệt hàng tuần, uống tóc nè, ép tóc nè, còn làm những cái kiểu như là dập chân tóc hoặc là rất nhiều. Và nếu mình không dùng những cái em này thì thật sự tóc sẽ rất là sơ và yếu. Chỉ quan trọng là cái cách dùng của mọi người thôi. Chúng ta sẽ dùng từ cái phần thân tóc này xuống tới cái phần đuôi tóc này của mình, và mình đừng dùng tới cái phần da đầu thì nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đâu. Mọi người nhớ cái tips này nha. Xét về thành phần của những bạn này thì cũng khá là giống nhau mọi người. Tức là mình sẽ có một chút silicone hoặc là rất nhiều silicone, rồi mình sẽ có thêm một số những cái chiết xuất hoặc những cái loại dầu bơ để giúp cấp ẩm cho tóc, giúp tóc của mình bóng khỏe hơn. Rồi mình sẽ có một chút gọi là mùi hương nhân tạo để giúp tóc của mình thơm hơn. Với những cái sản phẩm mà có mức giá rẻ như thế này, mọi người sẽ không thể nào mong chờ có những cái thành phần xịn sò kiểu như là của Olaplex, tức là có thể phục hồi cấu trúc nang tóc của mình được đâu. Cho nên là Man nghĩ nó kiểu chỉ giúp cho tóc của mình mượt mà. Nói chung là những cái phần tử silicone nó sẽ lấp vào những cái chỗ hở của cái gọi là cái cấu trúc tóc của mình á, để giúp cho tóc của mình nó trở nên gọi là bớt hư tổn hơn mà thôi. Cụ thể giống như là cái em Pantene này, thì cái bạn này là cái phiên bản Collagen Repair. Hai phiên bản kia thì Man đã dùng qua rồi, nhưng mà không biết sao dùng em này cảm thấy ít phê hơn. Về thành phần á, thì sau nước bạn này sẽ có Silicon Water Neum 26. Về cái thành phần này thì Man chỉ sợ được một chút thông tin trên Google thôi, thì đây là một cái gốc gọi là silicone tan trong nước. Cho nên khi mọi người dùng trên tóc của mình á, mà mình dùng lâu dài á, thì mỗi lần mà mình gội đầu thì cái thành phần này nó sẽ bị trôi trong nước và nó trôi bớt đi một phần, và hạn chế được cái tình trạng tích tụ trên tóc của mình hơn so với những cái gốc silicone nặng. Bên cạnh đó thì sẽ có thêm những cái thành phần như là pantenol này, là vitamin B5, rồi biotin, collagen nữa. Nhưng mà những em này nói chung là cũng kiểu cấp ẩm rồi giúp cho tóc của mình khỏe hơn một xíu á. Thành phần cũng khá là đơn giản và cũng không có gì gọi là quá nhiều, nhưng mà hiệu quả của em thì ok nha. Kế đến thì mình sẽ có của Tresemme. Bạn này là phiên bản Salon Detox gừng và trà xanh. Em này thì khác một xíu, sau nước sẽ tới một cái gốc cùng béo,
rồi tới dimethicone là một cái gốc gọi là silicon rất là nặng. Nhưng mà cái này thì còn tùy thuộc vào loại silicon họ dùng nữa nha, chứ không hẳn là cứ dimethicone là sẽ nặng đâu. Nhưng mà đúng, đối với những cái mái tóc hư tổn thì đôi khi mình phải dùng những cái gốc như thế này thì mới FP mọi người ạ. Sau đó mà anh thấy cũng có thêm amodimethicone, cũng là một cái gốc silicon khá là nặng khác. Hai thành phần chính được claim ở đây là gừng và trà xanh thì cũng có luôn, mà anh thấy gừng gần ở cuối bảng và nó là nằm ở cái phần extract, chắc là hàm lượng cũng không nhiều lắm đâu, nhưng mà dầu xả mà cũng không mong chờ gì quá nhiều nha mọi người ạ. Kế đến thì chúng ta có Dove. Em này thì thành phần hơi bị xịn sò hơn. Bạn này thì sau nước sẽ có cồn béo, rồi có thêm một vài chất nữa, rồi tới glycerin để cấp ẩm cho tóc nè, rồi mới tới dimethicone. Sau đó thì man còn thấy thêm gluconolactone, tức là BPHA. Các bạn này thì trong thành phần này thì sẽ giúp cấp ẩm cho tóc của mình. Có trehalose nè, rồi hai ba loại dầu khác nhau để dưỡng ẩm cho tóc nha mọi người. Dầu hoa hướng dương nè, có thêm dầu hạnh nhân, dầu dừa, dầu argan, rồi vitamin E nữa. Cái thành phần ok phết. Hiện chi khi dùng em này thì cũng khá là ổn áp đối với tóc của mình á. Kế đến thì man sẽ có Nguyên Xuân. Bạn này cái thành phần của nó sẽ hơi kiểu dược liệu giống như là bạn nó claim á. Thì ngoài thành phần chính, ngoài nước nè, rồi cồn béo, glycerin, vẫn có dimethicone và amodimethicone nha, là hai cái gốc silicone khá là nặng. Sau đó có thêm một gốc silicone nữa, tổng cộng là ba gốc. Có thêm olive oil là dầu olive, rồi rất là nhiều những cái chiết xuất khác kiểu dược liệu của Việt Nam. Có chiết xuất từ sữa, gạo, rồi cũng có panthenol. Nói chung thành phần mà anh thấy cũng ok á. Và cái mùi hương của em này thì nó sẽ nằm ở gần cuối bảng lận. Nó hơi khác so với những em hồi nãy tới giờ. Kế đến là em Double Rich, nhìn bảng thành phần thấy ok phết mọi người. Em này thì sẽ có dimethicone thứ ba sau nước và một cái gốc cồn béo. Cái hương liệu của em này ở khá cao á, vị trí thứ 5. Sau đó thì mình thấy có thêm dầu maca nè, rồi có cả hydrolyzed collagen, rồi keratin và rất nhiều những cái gốc gọi là amino acid ở phía sau đó để cung cấp độ ẩm cho tóc của mình, giúp tóc của mình khỏe hơn. Nói chung thành phần thì trông khá là xịn sò, có cả glycerin nữa. Cuối cùng thì hằng hà sa số những cái em Ellips. Mấy cái bạn này á mọi người thì nó sẽ có rất là nhiều cái version khác nhau nha. Như cái em màu hồng này thì là phiên bản gọi là Hair Repair. Còn cái bạn này là Silky Black dùng cho tóc đen. Cái em này thì là Volume Miracle, chắc là để làm phòng tóc. Còn cuối cùng là cái này là Nutri Color, là một cái em để giúp cho giữ màu tóc của mình. Nhưng mà trong cái bảng thành phần ấy thì khi mà man soi thì nó cũng sẽ có những cái chất khá là giống nhau. Nó giống nhau gần như là hoàn toàn với mọi người. Tức là chúng ta cũng sẽ có nước nè, cồn béo, dimethicone, amodimethicone nữa, có thêm dimethicone nữa, nói chung là khá là nhiều những gốc silicone khác nhau. Rồi có lactic acid, panthenol, rồi một vài chiết xuất tùy theo cái sản phẩm đó người ta promote như thế nào, nhưng mà cũng không khác nhau quá nhiều đâu. Khúc cuối thì em nào cũng sẽ có thêm retinin palmitate, là một cái este của retinol, nhưng mà cũng không biết chào ở đây để làm gì. Nhưng mà tụi chung lại mà anh thấy những em này á về thành phần cũng không khác biệt nhau quá nhiều đâu. Về mùi hương, đây là phần cũng vô cùng quan trọng, bởi vì ai mà không thích tóc của mình thơm và thơm lâu đúng không? Nói về cái em mà mang thấy có cái mùi hương gọi là bám lâu nhất trên tóc của mình á, thì là Benteen với là Double Rich. Hai cái bạn này thì nó sẽ thuộc hai cái tông mùi hơi bị khác nhau một chút. Cái em Benteen này thì nó sẽ là cái tông ngọt, giống như kẹo mọi người. Và nó sẽ luôn thoang thoảng trên tóc của mình, khá là dễ thương. Mỗi lần mà anh dùng cái này không biết tại sao, nhưng mà em trai mà anh hay bảo là sao tóc chị thơm thế. Còn mỗi lần mà dùng cái bảng Double Rich này, tuy cái mùi của em Double Rich này nó cũng giữ khá là lâu trên tóc của mình. Nồng nha, phải nồng mọi người ngửi đi, kiểu hết hồn á. Nó rất là nồng và cái mùi của nó sẽ không có ngọt như Benteen, mà nó sẽ kiểu hơi đậm và trầm một chút. Cho nên về mùi hương thì man nghĩ là mọi người nên ngửi trước, nên test trước á. Nhưng mà cá nhân mình thích Benteen hơn là cái em Double Rich này. Còn đối với những cái em mà có cái mùi hương man thấy khá là kiểu đại trà, không có gì quá xuất sắc và bám trên tóc không quá lâu, thì sẽ có cái em Tresemme này. Cái bạn này thì mặc dù là gừng với trà xanh, nhưng mà không có mùi gừng với trà xanh đâu nha mọi người. Gọi là mùi hương hóa học chứ không phải là mùi hóa học, mà nó sẽ kiểu nói chung là bình thường thôi, không có quá đặc biệt đâu. Cái em Dove này cũng vậy, một cái mùi nó khá là bình thường, nó không có gì quá xuất sắc. Và kể cả những cái bạn Ellips này cũng vậy. Mặc dù có rất nhiều màu khác nhau, nhưng mà anh thấy cái hệ mùi nền chứ nó khá là tương tự với nhau. Còn đặc biệt nhất ở đây là các bạn Nguyên Xuân này. Cái em này là một cái em mà đúng như cái bảng thành phần là cái fragrance, nó nằm ở cuối bảng, cho nên cái mùi nó siêu nhẹ luôn mọi người. Mọi người phải dí sát cái mũi này, một cái mùi rất là dược liệu. Thậm chí á, cái hồn mà anh dùng chung với lại cái em dầu gội á, là mà anh kiểu cái mùi dầu gội nó đã quá gọi là sực nồng và nó đậm á, cho nên là mình tưởng em này không có mùi luôn á. Cho nên những bạn nào mà không thích mùi á thì có thể cân nhắc em này.
Và hiệu quả sử dụng thì sẽ có 3 em sau mà anh mua lại. Đầu tiên là Benteen, thứ hai là Tresemmé và thứ ba là Ellipse. Nói chung là cái hiệu quả của em Benteen này với lại cái em Tresemmé này nó khá là giống nhau mọi người. Cái chất của hai em này thì nó cũng không quá là đặc đâu. Và khi mà mình bôi lên tóc nha, đúng nghĩa là khi mà mọi người chỉ cần tiếp xúc với tóc thôi là tóc mình nó siêu mềm luôn, kiểu nó mềm eo ra luôn á. Nói chung là chỉ cần mọi người dùng cái tay nè, đó, kéo nhẹ thôi là bao nhiêu tóc rối nó sẽ đi theo cái tay của mình mà nó xua mượt ra luôn. Vô cùng thần kỳ, nói chung là hai em này nó vậy á mọi người. Và cái silicone trong hai cái này nó bọc sợi tóc khá là tốt, cho nên tới tận cái lần gội đầu sau thì tóc Man cũng không có bị bông xù và rối. Nhưng mà cái bạn Man thích nhất trong cái list ngày hôm nay á thì chắc phải nói tới là cái em Ellipse này. Em này sẽ hơi khác biệt một chút. Cái chất của bạn này sẽ đặc hơn so với tất cả những cái em trong list ngày hôm nay. Nhìn cái chất của nó kiểu có nhiều dưỡng chất lắm mọi người. Với tóc của Mai Anh thì hơi dài á, cho nên mình sẽ dùng một gói cho một lần sử dụng lần. Nói chung khá là hao á, mặc dù nó em này có 11.000 thôi, nhưng mà không, em này là mắc nhất trong list ngày hôm nay á. Vì 11.000 mà với tóc Mai Anh một lần mình sẽ dùng một bịch như thế này. Và cái chất em này khi mà lên tóc á, nó không chỉ giúp cho tóc của mình mềm eo ra giống như hai em này, mà có cảm giác là tóc của mình nó còn khỏe hơn sau mỗi lần sử dụng, kiểu như là được cung cấp dưỡng chất á. Nói chung là kiểu nó sẽ bồng bềnh và khỏe mạnh rồi bóng khỏe hơn. Nói chung là rất thích luôn ấy. Đây, mọi người đi du lịch có thể thử cái này nha. Sắp một bịch theo như thế này. Với những bạn mà tóc ngắn hơn mấy anh đó thì chắc là hai lần mới hết một bịch cũng kinh tế hơn một xíu. Và cái bạn Dove này là một cái case mà mấy anh vẫn recommend mọi người dùng nha. Tức là em này vẫn cấp ẩm tóc tốt nè, tóc bóng khỏe nè, rồi thành phần cũng xịn sò nữa. Nhưng mà có một điều á, em này bởi vì có chứa khá là nhiều những cái loại dầu khác nhau, như nãy mấy anh nói rồi, dầu dừa, dầu argan, rồi dầu hướng dương nè. Cho nên là đối với những cái mái tóc nào mà hơi dễ bết á, thì mấy anh thấy là đúng là nó sẽ bết tóc hơn so với những cái bạn nãy giờ mấy anh nói. Những cái em nãy giờ dùng là mượt tóc nhưng mà không gây bết nha. Còn em này thì sẽ hơi bết nhẹ một chút. Với lại có một cái á, mấy anh thấy như thế này, đối với lại mọi người không biết làm sao, nhưng mà mấy anh ấy, mỗi lần dùng em này xong mà mình để tóc như thế này nè, rồi mà mình ở một cái chỗ nào mà nóng á, xong bị ra mồ hôi, thì ngay lập tức là cái tóc của mình nó sẽ dính vào người và nó sẽ hơi bị chảy cái phần dưỡng chất trong tóc dính vào người á, thì nó sẽ đỏ hết cả cái phần cổ này lên. Và đó là cái lý do mà Man không dùng được em này. Nhưng mà thật sự những bạn nào mà tóc gọi là bị hư tổn nhiều và rất là khô á, thì highly recommend nên test em này ha. Còn hai cái em cuối cùng này là hai em mà Man sẽ không mua lại. Đây, em này là kem ủ tóc của Double Rich. Cái chất của bạn này cũng khá là đặc á, nó mọi người chút xuống nó cũng không bị đổ nha. Nguyên Xuân này cũng vậy, em này cái chất của nó cũng khá là đặc. Khi mà dùng hai bạn này lên tóc á, Man không thấy được cái sự mượt ngay tức thì của em giống như những bạn này. Tức là khi mà dùng lên tóc mọi người sẽ thấy là ok, tóc của mình nó cũng sẽ, nó gọi sao ta, nó mềm hơn, có mềm hơn nha, nhưng nó không có mượt hơn. Tức là mình gỡ tóc như thế này á, nó không có kiểu đi theo cái tay của mình, đặc biệt là cái em Nguyên Xuân này. Không biết là do cái hàm lượng silicone nó quá ít hay là sao đó, nhưng mà thật sự khi dùng xong Man không đưa cái tay vào mình và kéo từ trên xuống dưới được. Nó vẫn hơi rít nhẹ. Và dùng xong thì tóc của mình không quá mềm. Kiểu chắc là chỉ hợp với những tóc nào mà không dùng hóa chất quá nhiều mà thôi. Đây là bước giá niêm yết của các sản phẩm có trong video clip. Thật nhìn cứ tưởng Ellipse rẻ nhất nhưng thực ra tính tổng dung tích thì là mắc nhất đó. Các bạn nhìn chung thì các em này có thuộc dạng bình dân, dễ mua, cho nên mọi người có trải nghiệm đi nha. Tóm lại, sau khi trải nghiệm một vài loại dầu xả cũng như là ủ tóc với mức giá bình dân thì Man sẽ quyết định gắn bó với thương hiệu Ellipse này. Bạn này cũng có một cái sản phẩm khác cùng thương hiệu ok lắm nha, mà Happy Skin sẽ update sau. Nhưng mà tính ra thì bạn này cũng không rẻ lắm đâu mọi người. Một lần dùng hết một em như thế này cũng không phải quá kinh tế, cho nên Man sẽ xen lẫn với Benteen với Tresemmé để duy trì hiệu quả mà lại không quá tốn tiền. Còn bạn có dùng em bình dân như thế này không? Hãy comment bên dưới chia sẻ với Happy Skin cũng như các bạn khác nữa nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong clip lần sau. Bye bye.